Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của Chú Lì. Hi. Thì hôm nay mọi người rất là bất ngờ đúng không? Tụi Lì vừa mới tắm xong. Thì bây giờ cái video ngày hôm nay tụi Lì sẽ dẫn mọi người đi biển nha mọi người. Chú Lì ở Florida nhưng mà chú Lì lại chưa bao giờ dẫn mọi người đi biển. Thì đó thật sự là một sự thiếu sót rất rất lớn của chú Lì đối với mọi người. Cho nên là hôm nay nhân dịp là ngoài trời đang nắng rất đẹp thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi biển nha. Thì bây giờ chú Lì vừa mới tắm xong rồi. Bây giờ chú Lì sẽ cùng với mọi người cùng nhau chuẩn bị để đi biển nha mọi người. Và đây là bộ đồ chú Lì sẽ mặc ngày hôm nay. Chú Lì sẽ mặc cái đầm này. Ở bên dưới thì chú Lì có thêm một đôi giày. Chú Lì nghĩ là ở ngoài trời chắc nó sẽ hơi lạnh một xíu nên chú Lì sẽ mặc thêm cái áo khoác vào. Và đây là cái áo khoác chú Lì sẽ mặc. Bây giờ chú Lì sẽ hô biến để mặc cái áo khoác vào. 1, 2, 3. Ok, chú Lì xong rồi. Bây giờ cùng nhau đi thôi. Let's go. Bye em Lịch. Bye em Lịch. Sẽ gặp Lịch nha. Bye Lịch. Bye. Bye. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Hello mọi người, chú Lì tới biển rồi đây. Nhưng mà chú đang đi vào cái khu mà nó vẫn chưa tìm được đường ra biển, nên chú Lì vẫn phải đi vòng vòng để kiếm biển nè mọi người. Ở khu này nhà đẹp ơi là đẹp luôn á, mọi người thấy không? Nhà đẹp thì cả đẹp luôn. Lì sẽ đi vòng vòng kiếm đường ra biển. Chú Lì nghe cái tiếng biển xì xào rồi. Chú Lì nghe cái tiếng biển xì xào rồi nhưng mà chú Lì vẫn chưa tìm được đường ra biển đây. Ở cái khu này nhà cực kỳ đẹp luôn. Mong là chị sẽ nhanh chóng tìm được đường ra biển. Hello mọi người ơi, mọi người thấy cái gì đằng sau trời Lì không? Biển đó mọi người, biển đó, rất là nhiều biển, rất là nhiều nước. Và giờ bây giờ chúng ta cùng đi ra ngoài đó nha. Nhưng mà trước hết chú Lì nghĩ là chú Lì nên cởi cái đôi giày của mình ra. Cá trắng ghê luôn á mọi người. Một cảm giác cực kỳ thư thái. Đẹp quá trời đẹp luôn mọi người ơi. Không biết trong camera có thấy hết không, nhưng mà cái giờ này chú Lì đi á rất là thích hợp luôn. Nó không có quá nắng, nó mát mát và trời vẫn còn sáng nữa mọi người. Mọi người nhìn thấy mấy cái chỗ đằng kia không? Nó có mấy căn nhà ven biển á. Nhà đó rất là đẹp. Hồi nãy chú Lì không dám quay nhiều, sợ người ta không cho mọi người. Ở đây là một cái quán bar nè. Đẹp quá trời đẹp luôn. Biển này thì chú Lì không dám nói là đẹp nhất ở South Florida, nhưng mà chú Lì có thể nói là một trong những cái biển đẹp nhất ở phía Nam Florida này. Thì có những cái nhà cao tầng, những cái apartment người ta cho thuê mọi người. Chờ ở trong những cái nhà đó mà ban sáng mở cửa ra nhìn thấy biển thôi, rồi buổi tối trước khi đi ngủ nhìn thấy biển rồi là cũng thấy đủ vốn rồi. Và chắc chắn là mọi người cũng biết là cái giá nó cũng cực kỳ cao luôn. Bây giờ chúng ta sẽ ngắm biển nha. Mình sẽ đi bộ dọc dọc theo bờ biển. Nó đang bị ngược nắng nè, không biết là vô trong hình nó có bị tối hay không nữa. Biển xanh, trời cũng xanh, cát trắng, một sự kết hợp rất là hoàn mỹ. Bây giờ mình đi ra sát bờ biển chút nha mọi người. Có một cái, không biết mọi người thấy trong camera không, có một cái ông đằng kia đang nằm già trong bãi biển. Thích thì cái thích luôn. Nếu chú Lì nằm được chú Lì cũng nằm mọi người. Những con chim hải âu đang bay 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 bay. Giờ mình đang tiến gần lại biển nè. Trời hôm nay nước trong ghê luôn mọi người, trong xanh luôn. Trời ơi đẹp quá. Má ơi. Mỗi lần chú Lì ra biển nó chú Lì bị hào hứng lắm mọi người, cực kỳ hào hứng luôn. Mọi người nghe tiếng sóng biển không?
giờ đi đâu. Hôm nay cũng sẵn sàng đi đi bơi mà nước trong ghê đúng không mọi người. Như khói đang rút dần thôi đi lên mới được. Đây, có một cái bác đằng kia đang nằm trên biển và có người họ mang chó ra đây nữa mọi người, thiệt là vui luôn. Nước trong veo, không biết mọi người có thấy không nữa, nước rất là xanh luôn, rất rất là xanh. Bây giờ đang chưa là nghĩ là chắc thủy triều đang xuống, nước đang rút rất là nhiều. Mỗi lần được về với biển là như một lần Chu Lì được về lại với ngôi nhà của mình. Biển luôn có một vị trí rất quan trọng trong tim của Chu Lì. Biển lúc nào cũng vậy, dịu dàng và bình yên. Chu Lì sinh ra và lớn lên cùng biển. Biển ôm ấp hết những vui buồn tuổi thơ của Chu Lì. Biển đi cùng Chu Lì qua hết những năm tháng đó, như một người bạn luôn lắng nghe và sẵn sàng vỗ về. Đứng trước biển, Chu Lì thấy mình thật nhỏ bé. Thôi giờ để mình đi lên thử nha mọi người. Mình đi lên phía trên coi có quán xá gì để giới thiệu cho mọi người không. Tại vì trên cái phía dọc phía ở phía trên trước khi mình xuống biển có rất là nhiều những cái quán để mà mình ăn á mọi người. Ở đây là một cái lối đi bằng gỗ nè. Chuyện đi chân trần. Hello. Vậy là hôm nay chị đã dẫn mọi người đi vòng vòng coi biển rồi. Ở Florida này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của Chu Lì. Nếu thích thì hãy like, share cũng như là subscribe cho channel của Chu Lì nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.